Vâng, sắp em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác. Thì vào thời điểm này là thời điểm các bác đang đi đánh bìm bìm rất chi là nhiều. Thì bên cơ sở em cung cấp tất cả những cái mẫu mẹt đa năng để cho các bác đi đánh chim săn, đánh bìm bìm, đánh đại bàng. Có thể là đánh cả được gà luôn nhé, với những cái mẫu mẹt như thế này. Đây, các bác nhìn, đây là mẫu mẹt vuông, mẫu mẹt dành cho các bác đi đánh bìm bìm nhiều nhất. Và bên em cung cấp cả bìm bìm này, cả loa, loa và thẻ nhớ có đầy đủ tiếng, loa điều khiển từ xa đấy các bác nhé. Đây, cái dòng loa phổ thông, dòng loa giá rẻ mà đang được các bác dùng rất là nhiều. 998 và 889 thì vẫn cùng một dòng, dòng loa chất lượng. Với cái loa như thế này các bác đi đánh thì các bác có thể ngồi xa độ 40 mét nhé. Thẻ nhớ thì đã có đầy đủ tiếng rồi, các bác có thể đánh tất cả các loại chim. Và đây là cái mẫu mẹt, em sẽ chi tiết về để các bác được tham khảo. Mẫu mẹt vuông nhá, chất liệu bằng inox. Nếu như các bác mà đã đặt của bên cơ sở em thì các bác biết chất liệu cực kỳ là tốt. Đấy, tuy trên thị trường thì có rất nhiều mẫu mẹt nhưng mà mẫu mẹt không đủ tiêu chuẩn, không đủ kích cỡ. Mẫu mẹt có thể bằng thép hoặc là mỏng hơn, nhưng mà đây em khẳng định với các bác là mẫu mẹt inox nhá. Và thành nó rất chi là chắc chắn. Đây là các bác này. Chất lò xo này. Chất lò xo cực kỳ là tốt nhá. Và đã được ngụy trang bằng một cái màu sơn cỏ khô đây này, giúp các bác đi đánh làm sao cho nó hiệu quả nhất. Đây là mẫu mẹt là vuông, mẹt đánh bìm bìm. Bìm bìm giả thì rất chi là đẹp. Các bác đây nhìn trước màn hình. Với đây là con bìm bìm thật cho các bác nhé. Đã qua quá trình xử lý thì đã thành một con bìm bìm khô, bìm bìm thật nhé. Cực đẹp luôn. Và chỉ cần đi đánh chim, chỉ cần một chiếc loa, một con bìm bìm là các bác đã có thể đánh được rồi. Em thấy các bác đánh rất chi là hiệu quả và nhiều. Và tiếp theo là mẫu mẹt bắn nguyệt. Mẹt bắn nguyệt đánh chim săn, đánh đại bàng, đánh cắt, đánh sở ca, đánh gà, gà rừng. Cái mẫu mẹt này thì các bác nhìn cái chất lưới này, đây là một chất lưới siêu bền. Đấy, chuyên dụng để cho các bác đi đánh chim cho nó không lộ. Chất liệu thì inox, lò xo thì hàng lò xo đặt nhá. Riêng cái mẫu mẹt này là lò xo đặt thép này các bác này, cực kỳ là tốt luôn. Với cái chất lò xo như thế này thì các bác đi đánh đến mấy năm nó cũng không rời nhã. Và cái chất mẹt này nhá, khẳng định với các bác là dùng không bao giờ hỏng. Trừ khi là các bác dùng lâu năm là cái lưới này nó hỏng thôi. Lưới mà đã hỏng thì cũng còn lâu lắm. Đây là mẫu nhỡ nhá. Thì bên em cái mẫu này có một mẫu nhỡ và một mẫu to. Đây là một cái mẫu nhỡ này, mà được các bác dùng rất chi là nhiều. Phần cầu tử đây, các bác về làm một cái que cắm nhái vào đây nhá. Cắm nhái đấy. Trong cái loa thì nó có cả đầy đủ tiếng, tiếng pha nhái để các bác đi đánh. Còn kia là cái mẫu bắn nguyệt, cái mẫu cả bắn nguyệt to nhá, mẹt bắn nguyệt to. Thì bên em cung cấp đầy đủ tất cả những cái loại về dòng săn bẫy. Các bác mà quan tâm ấy thì các bác alo trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0865 692 498. Thì số điện thoại đó lúc nào em trực để tư vấn các bác về tất cả những cái sản phẩm của bên em. Và các bác xem video quan tâm đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông nhé. Bởi vì có thể hôm nay các bác chưa cần nhưng ngày mai ngày kia các bác sẽ xem, khi ấn vào đăng ký các bác sẽ xem lại được cái video của em. Và các bác có thể liên hệ để đặt trực tiếp những cái sản phẩm của bên em. Và dòng loa đây em sẽ giới thiệu chi tiết. Thì đi cùng chiếc loa này thì nó có một túi đeo này, một dây sạc pin này, và một dây đeo này và một thẻ. Dây đeo này và một cái điều khiển từ xa, hai cục pin rất chi là đầy đủ. Các bác có thể mua chọn bộ nhé, giá rất chi là hợp lý. Vâng, thế em chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.